Theo báo cáo quý 1 vừa công bố, lượng người dùng đăng ký thuê bao của Netflix đã sụt giảm khoảng 200.000, một con số bất ngờ khi các dự báo trước đó vẫn cho thấy hãng có thể tăng trưởng khoảng 2,5 triệu thuê bao mới. Thị trường đã ngay lập tức phản ứng mạnh. Cổ phiếu Netflix bốc hơi hơn 35%, thổi bay khoảng 50 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường của hãng. Kéo theo đó, nhiều tên tuổi khác trong mảng video trực tuyến như Disney, Roku hay Warner Bros. Cũng sụt giảm 5-10%. Theo nhiều chuyên gia, tuần trăng mật của Netflix ở vai trò người tiên phong trên thị trường streaming đã đi đến hồi kết. Sau hơn 10 năm tăng trưởng bùng nổ, Netflix đã bắt đầu va vào một bức tường thành. Các ông lớn truyền thông như Disney hiện đều đã có dịch vụ streaming riêng để ứng phó với họ. Tăng trưởng của Netflix ở Mỹ hay châu Âu cũng đã gần đạt tới điểm bão hòa. Một yếu tố ảnh hưởng khác là việc hãng quyết định tạm dừng hoạt động tại thị trường Nga với hơn 700.000 thuê bao. Nhằm chặn đà suy giảm, Netflix được cho là đang cân nhắc một số giải pháp mới, như mạnh tay hơn với việc nhiều người dùng chia sẻ tài khoản với nhau hay thử nghiệm loại hình thuê bao miễn phí có hiện quảng cáo. Loại hình thuê bao có quảng cáo là một bước đi thông minh để thu hút thêm người dùng mới và cũng góp phần đánh vào tình trạng chia sẻ tài khoản. Các nền tảng như Hulu hay Paramount Plus cũng đã có loại thuê bao này. Dù vậy, những biện pháp này được cho là sẽ chỉ có tác động trong vòng ít nhất 1 đến 2 năm tới, trong khi các đối thủ như Disney Plus vẫn đang không ngừng tiến lên. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, những loạt phim ăn khách gần đây như Squid Game cho thấy sức hút của Netflix với người tiêu dùng vẫn rất lớn, một yếu tố giúp duy trì sức cạnh tranh cao trong bối cảnh các nền tảng đều đang nỗ lực tung ra hàng loạt nội dung mới độc quyền. Còn riêng cho ngôi nhà chúng ta. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.